áo phao không phồng lên, quý khách có thể tự làm phồng áo phao bằng cách thổi vào miệng van. Mình vừa đáp xuống đó chính là cảng hàng không quốc tế sân bay Cam Ranh và khu vực đoàn ta đang di chuyển đây. Chúng ta gọi là cung đường ven biển ở sông Lô Hòn Rớ. Và phía bên tay phải của đoàn mình, quý chị mình sẽ nhìn phía bên tay phải thì ở đây anh chị sẽ thấy được rất rất là nhiều resort nằm phía bên này. Ở đây có tổng cộng hơn 40 dự án resort và khu vực này người ta gọi là khu phức hợp nghỉ dưỡng resort 5 sao. Đã khác với lại khu vực ở Mũi Né. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì cuối tuần hoặc là các dịp vui chơi giải trí hoặc các đoàn thể công ty thì hầu như đều lựa chọn khu vực Mũi Né là chính. Và tại vì khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh đến Mũi Né thì đi khoảng tầm giờ có cao tốc nữa khoảng tầm 3 tiếng 4 tiếng là đến. Dạ, thì ở riêng về Mũi Né thì khi người ta nhắc đến Mũi Né thì người ta hay nói đó là kinh đô thủ phủ của resort. Dạ, nhưng mà khi nhắc đến Cam Ranh thì người ta nói khu phức hợp nghỉ dưỡng resort. Tại vì ở đây có hơn 40 dự án và đặc biệt ở đây đều phải là khách resort 5 sao trở lên. Dạ, từ 5 sao trở lên mới được đặt ở tại khu vực này. Và cái điều đặc biệt ở trong ở Việt Nam mình thì có ngay có Mũi Né thì có đồi cát màu trắng, đồi cát thông. À, khu vực Phan Rang chạy về thì có đồi cát Nam Cương. Và nhưng mà riêng khu vực này thì người ta gọi là cát trắng thủy triều. Dạ, tỉnh Khánh Hòa cho xây dựng những dự án resort này ở đây với điều kiện không được di chuyển cái đồi cát này và tất cả các resort phải được nằm trên cái đồi cát hết. Và cho nên ở những resort này sẽ có sự phân bố là cao thấp khác nhau.
Đây là Winper Condotel nha mọi người, Nha Trang nha. Đấy, căn hộ 5 sao luôn nha. Bây giờ mình vào trong để mình review cho mọi người nha. Và bây giờ check in ở đây Winper. Đây cái sảnh nè mọi người. Có 6 kế nha, mà cái vỏ nó kia. Đây nè mọi người, đây là cái sảnh của Winper. Trong này có Starbucks luôn mọi người nha. Piano nữa nè mọi người. Đó. Đây có welcome ring nè mọi người. Để coi nhận dạng nha. Ở đó chụp hình nhận dạng, đây quay phim nhận dạng nè. Quán nó nhận không? Ờ, nó đuổi ra ngoài. Không biết làm sao vô được. Tay có thể nhận. Đây là ID face nha mọi người. Để chụp hình nhận dạng đó. Đây, Giang ơi, căn cước anh ơi. Vậy hả? Dạ. Anh Nguyễn Hoàng Hải Đăng. Anh Bình. Bình đây nè. Đang chụp hình nhận dạng nè. Chị Phương ơi. Phương kìa. Anh Lương à. Đây. Rồi bây giờ nhận phòng nha mọi người. Phòng rất là dễ thương nha mọi người ha. Da màu trắng rất là đẹp ha. Đây có bộ cũng sofa. Rồi ở đây có nấu ăn luôn nè mọi người. Đây nước. Đây là mấy cái món mà được free á mọi người, miễn phí ha. Nước nè. Rồi mấy cái này là trà, các thứ nha. Thì đặc biệt á, trong ngày đầu á, thì được miễn phí luôn nước ngọt nha mọi người, với bánh snack nha. Đây, trong mini bar này nè. Ngày đầu tiên á mọi người, đấy. Thì đây, một cái bịch snack với lại hai chai, hai lon nước ngọt. Đây, có ghi miễn phí á mọi người ha. Rồi. Giờ mình tiếp tục review cho mọi người thấy phía trước nha. Đây phòng twin ha, hai giường ha mọi người. Nhẹ nhàng, đẹp. Thì ở đây rất là tiện nha mọi người. Bởi vì bên đây trái là ra biển luôn nha mọi người. Nằm trên đường Trần Phú ha mọi người ha. Số 80 Trần Phú nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào Red Room nha mọi người. Toilet review cho mọi người xem có gì hay ho trong đó không nha. Đây. Có điện thoại trong toilet luôn mọi người ha. Khăn thì có đầy đủ hết. 4 cái khăn ha. Rồi. Bồn tắm đứng. Lau mặt có kem đánh răng nè, sữa tắm nè, dưỡng da nè, túi vệ sinh nè. Đấy có máy sấy ha mọi người ha.
nói chung là khá gọn đó mọi người ha. Cái này là Winper mà tiêu chuẩn 5 sao á. Đấy. Có cái cân nữa kìa mọi người. Có cân, lại cân đồ các thứ sức khỏe mình ha. Thì chiều nay á mình sẽ review tiếp cho mọi người xem á, hồ bơi nè. Rồi mấy cái phòng gym vân vân ha. Đây, tủ nha mọi người. Đó. Xếp cái box ra. Cái sắt an toàn. Rồi, bên đây nữa nha. Hai keo. Ok. Túi giặt. Đây là cái view bên ngoài ha mọi người. Đây, mình thấy cái view của city nè, thành phố nè. Ngoài ra có mountain view nữa nè. Hướng núi nè mọi người ha. Ở đây thì có thể có hướng núi nè, hướng thành phố nè và có hướng biển. Thì cái phòng này là không có nhìn thấy hướng biển nha mọi người. Hướng núi dưới đó rất là đẹp ha, chập trùng được ha. Đây là những ngôi nhà xung quanh ha, những khách sạn building xung quanh, đặc biệt là đối diện là ngay công an của thành phố Nha Trang mọi người. Hồ bơi nha mọi người, hồ bơi ở lầu 6 nha. Wow, quá đẹp luôn mọi người. Nhìn qua Winburg kìa mọi người.